Concerto số 1 của Chopin là một trong những tác phẩm đòi hỏi về đặc tính kỹ thuật rất là phức tạp, cũng như là sự trau chuốt về âm thanh. Và đối với Lan Anh, cây đàn piano Mason Hamlin là một trong những cây đàn thực hiện tốt được những yêu cầu mà mình đặt ra.